trận chiến tiếp theo bắt đầu rồi. Người đang đánh với kênh thế giới. Thì cuối trận thì mình mới biết được, Như bởi em vì chán đây mình không mua gói premium để biết bản đồ trước mỗi trận cũng như là biết được cái thông tin của đối thủ. Hiện tại con tướng của mình đang sử dụng bây giờ mới level 7 và rơi khoảng đâu đó khoảng tầm độ hơn 100 sao. Nên là thấp Deployment đối time. với những cái Place the building. thấp đối với những cái người khác. Kết nối chậm này. Kết nối chậm này ảnh hưởng đến Construction thi công lắm. complete. Place the building. Place the building. Place insufficient energy. Construction complete. Place the building. Construction complete. Construction complete. Insufficient resources. Có lẽ là địch ở đâu dưới góc này. Kiếm con lính đi dò. Đây, con lính này sẽ đi xuống góc. Góc dưới này. Ngoài ra thêm con lính nữa. Quay, ở nhầm này. Rồi cũng còn được. Nâng cấp mất rồi. Xuống thêm 30 giây nữa. Lượng vàng không có nhiều. Này. Cụm dưới này làm thêm vài hộp nữa. Đây cũng là nhiệm vụ chiếm giữ. Sản xuất thêm cái con lính. Xây dựng nhà máy điện. Trại lính chưa có. Trung tâm cung cấp thêm cái 400 vàng. Nhiều phết. Dưới này xem con bạn. Con này đi qua bên này. Cho lính đi kiếm vàng. Sản xuất cực nhanh luôn. Bây giờ có hộp vàng nữa rồi. Mở xuống góc này, mở xuống dưới này. Còn gì không? Mở xuống dưới. Đây có thể hỗ trợ tiếp. Tiếp tục xây dựng được. Place the building. Resource container detected. Là sẽ chiến đấu với nhà máy điện. Kết nối chậm một insufficient energy. Our unit is under attack. Sẽ xe chiến đấu rồi chạy lính cho người nhà máy điện. Place the building. Để điện thiếu này. Điện. Insufficient energy. Server game này kết nối khá chậm vì là bên server Việt Nam. Insufficient energy. Resource container detected. Đây là cổng cờ luôn. Chẳng có chỗ làm cổ. Insufficient energy. Roger that. Ready. Resources received. Insufficient energy. Tướng này sẽ xuống đây. Còn quân này sẽ sang đây. Sẽ tục đi check bản đồ. Nhà máy điện được chạy lên sẽ chiến đấu lên này. Đây trung tâm chỉ huy lên cấp thôi. Con lính này đứng đây. Con lính này quay trở về lên đây. Con lính này đi sang tiếp bên này. Xây dựng một sản xuất cho nhà máy. Thêm liệu vàng nhà máy điện. Con này đi đâu mà khổ thế nhỉ? Con lính này đi đâu mà khổ thế. Enemy detected. Resource container detected. Show me an armor. Yes, as you say. Moving. Roger that. Fast.
đầu game đi check nó có hai ba cái nhà máy vàng. Đang xây có nhà máy lính này. Đầu lính nó ra chạy thôi. Con này vẫn đang loay hoay tìm đường lên cái đỉnh này. Ê, có đồ này. Quay lại. Ok, quá. Con này vẫn bị truy đuổi. Lên đây luôn. Về luôn. Sống không? Không sống không? Con này vào đây ăn một quả đi. Ồ, oh, hình như đây có nước ra ấy. Kiểm tra. À không phải, hình như cái đỉnh đồi thôi. Thêm cho nó nhà máy vàng. Place the building. Insufficient energy. Máy điện 300 nhỉ. Đứng đây chờ, đứng đây. Insufficient energy. Resource container detected. On my way. On the move. I can take it. Resources received. Insufficient energy. Don't worry about it. Lên đây luôn. Off we go. Yes, moving. On my way. Con lính này ăn được nhà. Insufficient energy. Một cờ. Đi chuyển lên đây luôn. Upgrade complete. Nhà máy điện này tiếp tục. Insufficient energy. Điện nhà máy điện. Sửa xe chuyên dụng. Sửa xe chuyên dụng. Insufficient energy. Insufficient resources. Enemy detected. Nhà máy điện xong thì xe tăng cũng lên. Insufficient energy. Xuống đây chiếm dụng luôn. Roger that. Let's do this. Command. Rolling. Insufficient energy. Bắn luôn. Construction complete. For freedom. Let's take the point. Got it. Our unit is under attack. For freedom. Roger that. Nó bị hỏa mù cho nên là ô hỏa mù mà quân mình không thắng được kìa. Just give me orders. Approaching the target. Yes. Got it. Flag is lost. Mất cờ. Mất cờ lấy lại ngay. Chơi luôn. Xây dựng xưởng đã xong, sản xuất xe đâu. Bây giờ thời gian sản xuất xe. Chạy lính sản xuất xe chiến đấu. Place the building. Xưởng máy bay nhiều xưởng quá. Bây giờ chủ yếu nâng cấp rồi. Place the building. Cấp thêm mấy nhà máy vàng nữa. Vàng nhẹ quá. Flag is captured. Con này chắc phải lùi lại một tí. Một lát nó chiếm cứ điểm này. Mệt. Sẽ lùi ở đây. Con này ăn xong bằng xong. Lùi. Lịch mình sẽ chết. Construction complete. Lịch chết thì đáng buồn lắm. Có được thêm. Resource container detected. Anh không phải đi thôi. Enemy detected. Bắt đầu có xe tăng rồi đấy. Vừa đâu. Bắt đầu có xe tăng rồi. Lính chống tăng. Flag is lost. Có item chưa?
boost activated. Tin là một con xe tăng nó sẽ chồng được mấy con xe của mình. À đủ đông ấy. Đông ấy. Tăng cả. Đẻ thêm nhiều linh chồng tăng. Linh này ít thôi. Sức sẽ chiến đấu như máy điện. Ba rất còn ít, cái này rất còn ít thôi, không có nhiều. Lính chuẩn bị đang xây cờ thì mình đang lên rồi, chắc phải đưa lính ra ngoài này thôi, chắc nó lên đường này. Sản xuất thêm con xe thả bom. Hình chồng tăng ngon nhỉ. Ui. Kết nối lại chậm rồi. Mình rất ghét kết nối chậm này. Lag luôn rồi. Do server đâu chứ không phải do mạng. Không. Nó server của game ấy. Game này chắc server đang lỗi. Đó, cứ bị lag mấy lần này, chết. Chống tăng ngon này. Lại thắng, lại chiến thắng mọi người. Đường này luôn. Xuống lấy nó cái cờ. Tấn công hải quân thêm item sản xuất sự. Hỏa lực nó bắn đấy. Nhiều tăng đấy nhờ. Thời pháo cuối à.
Tiếp tục chiến thắng. Ui, pháo cối được đấy, đùa đâu. Lính cối được đấy. Thế mới có xe thì được. Kéo nó hết lính rồi, mình công nhà nó luôn. Rồi rút về. Tìm lẻ thôi, tìm lẻ. Rút về hết. Lính chống tăng hiệu quả phết. Thêm đi, 30 mấy giây vẫn kịp. Thêm một cái nhà máy lính nữa đi. Chạy lính xây luôn, chạy lính. Nhà máy điện không còn, 375. Thêm nhà máy điện nữa. Nhà máy vàng full rồi. Insufficient energy. Upgrade complete. Năng lượng sau khi sản xuất cái nhà máy xong chắc chắn sẽ đủ. Insufficient energy. Construction complete. On the move. Executing. Where to shoot? Yeah. Mình sợ nó công ở bên này này, công ở bên này nguy hiểm. Alo. Nó có check luôn. Tập trung. Không hoang mang. Tập trung đấy. Lên nhiều lính vào. Sự xây dựng. Nhưng sao không lên cấp 3 nữa nhỉ? Mút rồi, 43 rồi. Lại full người rồi. Sleep ít thôi. Giảm sleep thôi. Slacker không dùng. Ok. Tất cả lính ra đây. Chỗ tập trung hết ở đây. Đồ. Khéo nó này check ấy. Mình phải lấy con ra đây check ấy. Con lính nó sản xuất nhanh rồi. Cho nên cứ đem nó ra check đi. Chết thì thôi. Không đùa được đâu. Con lính không tiếc đi cả khu quân sự luôn. Cũng sắp thắng rồi, có lẽ mình đang lùng sục xem bao đâu. À, đây. Tập trung. Nó kéo lên đến đây rồi. Chống tăng cũng kéo luôn rồi. Tập trung luôn. Tập trung luôn. Lộ vị trí rồi.
Khổ máu luôn. Vào bắt là bắn luôn. Nhìn thấy gì chưa? Há đủ chạy. Làm sao mà chạy được? Làm sao mà chạy được? Lính chống tăng. Thấy chưa? Chủ có chơi nhiều xe tăng rồi, có cả lính nữa, có cả xe nữa. Nó khác bọt ngay trời. Đẩy xuống nhà luôn. Nhà tiếp tục xây. Sửa máy bay đi, chơi cả máy bay đi. Đẩy nhanh lính chống tăng. Chúng nó vẫn theo tiến hướng là chơi lính chống tăng. Xe này sẽ trinh sát. Con xe đi trước rồi lúc nào cũng đi nhanh. Đi nhanh hay bị lộ. Mình rất ghét mấy con xe trinh sát ấy. Kiểu toàn đi trước người ta xong rồi điều khiển mãi không được này. Đấy. Mình sẽ đẩy luôn thẳng vào nhà chính nha. Đây cũng được một tốp rồi. Nó không có phòng thủ, nó không phòng thủ. Chỉ có mỗi lính không thôi. Con này nó có pháo kìa. Quay thắng luôn kìa. Mình thấy đội quân mình yếu kinh khủng luôn, vẫn thắng được. Giờ nó kéo lên cũng không kịp, bởi vì mà khi đó nó kéo lên, nó kéo lên thì mình đã sản xuất quân ra cũng gần đủ rồi, mà có cả nhà máy bay nữa. Máy bay thì chưa sản xuất, nhà đang xây. Đấy, chiến thắng rồi.